Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải bài tập trong bài tập toán lớp bóng. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài chương 1 số tự nhiên bảng đơn vị đo khối lượng. Ôn tập các số đấy 100.000. Đây thầy giới thiệu cho các em một cái tờ tiền 100.000 ngoài thực tế của mình chúng ta. Đây là một cái đồng tiền là 100.000. 100.000 này chúng ta có bao nhiêu số 0 đây? 1 2 3 4 5 số 0 và một số 1. Đây. 1 2 3 4 5 số 0 và một số 1. 100.000 đồng. 100.000 đồng. Đây cái tờ này thì chắc chắn thì các em đều biết. Thầy nghĩ rằng tất cả các em đều biết. Đây. Đây là 100.000 đồng. Dạ. Đó ngoài thực tế chúng ta vậy. Thì hôm nay chúng ta sẽ ôn tập các số đến 100.000 đồng. 100.000. Bài số 1 viết theo mẫu. Chục nghìn, nghìn, trăm, chục đơn vị. Viết là như vậy, ngay trên này người ta họ cho là chục nghìn là số 4. Ở hàng nghìn là số 5. Hàng trăm là số 7. Hàng chục là số 2, hàng đơn vị là số 5. Như vậy viết thì người ta gộp hết lại, được không? 4 5 7 2 5. Rồi. Đọc số là 45.000, 45.000 725. Tiếp theo cái này. Đây là cái bài trên là người ta đã làm mẫu cho mình. Và dưới thì chúng ta viết rồi thôi, 6 0 4 0 5. Để đọc là gì? 60.400 lên 5. 60.400 lên 5. Rồi cái này người ta họ cho ngược lại thì chúng ta đây là hàng đơn vị là số 6. Chúng ta viết bên này viết qua nha. Chứ chúng ta đây chúng ta viết qua bên này viết qua coi như lát nữa ví dụ như người ta họ cho là nghìn thì chúng ta lại viết thiếu không được. Chúng ta là viết từ đây 6 rồi 2 số 0. Hàng chục nghìn và trăm nghìn. Số 5 là số 2. Đọc này là gì? 25.000. 25.000 không trăm linh sáu hoặc lẻ sáu gì cũng được. Bài này người ta cái này chúng ta chưa cho, cái này cũng chưa cho, nhưng người ta cho này. Rồi 20.000 số 2 và số 0. 20.000 không trăm rồi linh 2, như vậy hàng chục cũng không có, linh 2 vậy cho nên là số 2, số 0, số 0 và số 0 và số 2. Bài B viết mẫu số sau trên thành tổng thay mẫu. Đây cái này người ta họ đã viết mẫu cho mình một cái rồi đây. 45.725. Chúng ta tách nó ra đây. Rồi câu này lấy giấy rồi chúng ta làm ha. Rồi chúng ta tiếp tục cái phần này. Cái phần chúng ta sẽ coi cái bài mẫu của người ta này. Như vậy cái số 4 này là ở hàng chục nghìn. Được. Như vậy hàng chục nghìn thì 4 số này chúng ta thay bởi 4 số 0. Rồi tiếp theo là cái số 5 là ở hàng nghìn. Rồi 3 chữ số này là ta thay bởi 3 chữ số 0. Và số 2, số 7 là ở hàng trăm. 2 số này ta thay bởi 2 số 0. Và số 2 là ở hàng chục. Là số 5 này ta thay bởi số 0 và 5 đơn vị. Rồi chúng ta tương tự là
6 0 4 0 5 bằng số 6 nữa ở hàng là chục nghìn, 6 chục nghìn thì là 4 số 0. Rồi cái hàng này là hàng hàng nghìn thì số 0 là chúng ta không cần ghi, chúng ta chuyển qua có hàng hàng trăm. Hàng trăm là 2 chữ số 0. Và hàng chục này thì cũng số 0 trên đây không cần ghi, chúng ta chỉ cần đơn vị là số 5 thôi. 2 5 6 bằng 2. Rồi, 2 nữa hàng chục nghìn là 4 số 0. Cộng cho 5. 5 ở nghìn. À, hàng trăm và hàng chục là coi như là không có thì chúng ta bỏ, chúng ta ghi là đơn vị là số 6. 2 3 số 0. Và số 2. 2 1 2 3 4 và ta cộng với lại hai đơn vị. Tại vì ngay chỗ này toàn số 0 hết, chúng ta không cần ghi. Chúng ta qua bài số 2. Đúng là ghi D mà sai thì ghi S. Số 212 viết là, cái này không phải, này sai, 212 không phải. 212 đây này, câu này đúng này. Bài này, số này đọc là sao? 10.021. 121 cái này là sai. 10.021 cái này đúng này. Chúng ta qua đây tiếp theo. Bài số 3 đặt tính đầu tính. Ngay ở đây này thầy đặt thầy làm luôn đây này luôn ha. Câu A. 5 4 6 3 5 4 6 3 7 cộng cho 28 2 4 5. Rồi dấu cộng rồi dấu trừ ha. Nếu cộng là dấu trừ thì lát nữa chúng ta đặt cái bên này thì chúng ta cả ngang qua cùng lúc luôn. Rồi cộng 7 cộng 5 là 12. Viết 2 ta nhớ 1. 3 với 4 là 7, 7 với 1 là bằng 8. 6 với 2 là 8. 4 cộng cho 8 là 12, viết 2 ta nhớ 1. 5 với 2 là 7, 7 với 1 là 8. Rồi bài trừ. 5 4 6 3 7 trừ cho 2 8 2 4 5. 7 ra trừ cho 5 là bằng 2. 3 ra trừ 4 không được, ta lấy 13, 13 ra trừ 4 được 9. 9 ta trả 1. 2 1 3, 6 ra trừ 3 còn 3. 4 ra trừ cho 8 được, ta lấy 14, 14 ra trừ cho 8 được 6. 6 trả 1. 2 1 3. 5 trừ 3 còn 2. Chúng ta qua bài số bài nhân. Bài nhân thì làm ở đây. 4 5 1 7 nhân cho 4. Bốn bảy là 28, viết 8 ta nhớ 2. 41 42 là 6. 45 20 viết 0 ta nhớ 2. 44 16 với 2 là 10 18. Bài chia. Bài chia làm đây. 3 4 8 7 5 chia cho
3 chia 3 là được 1. 1 x 3 là 3, 3 trừ 3 bằng 0. 4 là hạ xuống, 4 là chia 3 là được 1. Nghĩa là 3 1 3, 4 là trừ cho 3 là còn 1. 8 là hạ xuống. 18 là chia cho 3 là bằng 6. 6 3 18, 18 trừ 18 bằng 0. 7 là hạ xuống. 7 là chia 3 là được 2. 2 3 6 như vậy là còn 1. 5 ta hạ xuống. 15 ta chia 3 là được 5. 5 3 15, 15 ta trừ 15 bằng 0. Bây giờ ngay chỗ này là 1 1 6 25. Bài bài cộng 5 0 6 0 7 cộng cho 8 0 4 9. Cái này khuyết một con, khuyết ở hàng chục chục nghìn à. Cộng và trừ luôn đúng không? Cộng và trừ luôn này thì ngang qua đây luôn, lát nữa khỏi cần ngang. 7 cộng với 8 là 15, viết 5 ta nhớ 1. Này là bằng bằng 1. 6 4 10 không nhớ 1. 9 1 10 không nhớ 1. 6. Bài trừ 1 2 3 số 0 trừ cho 8 0 9 4 9. Tải con số 9 này sửa lại thành ra con số 4. Chín bốn không tám rồi ra trừ không là trừ tám được, ta lấy 10, 10 trừ 8 còn 2, 2 là trả 1. Không là trừ 1 không được, ta lấy 10, 10 trừ cho 1 còn 9, 9 là trả 1. Bốn một năm, 10 trừ 5 là còn 5, 5 là trả 1. Vậy là 9 1 10, 12 là trừ 10 là còn 2. Rồi qua bài nhân. Bài nhân làm đây được này nè. 2 1 6 3 ta nhân cho 6. X 3 là 18. Viết 8 ta nhớ 1. 6 6 3 6 1 là 37, viết 7. Ta nhớ 3. 6 1 6 3 là 9. 6 2 12. Thằng ngang, ngang này qua. Ra qua cái bài bài chia. 4 9 2 7 5 chia cho 5. Số 4 ta chia cho số 5 không được, ta lấy hai chữ số là 49 ta chia cho 5. 9 x 5 là bằng 45. 9 9 x 5 là 45 rồi, 49 ta trừ 45 là còn 4. 2 ta hạ xuống. 42 ta chia cho 5 là được là 8. 8 5 40 rồi còn là 2. 7 ta hạ xuống. 27 ta chia cho 5 là được là 5. 5 x 5 là bằng 25. 25 vậy là còn 2. 5 thả xuống. 5 tiếp bằng 0. Bài số 4 khoanh vào 6 số lớn nhất. Số lớn nhất thì trong này thì trước tiên chúng ta sẽ xem mà cái nguyên tắc là số có nhiều chữ số hơn thì số đó lớn hơn. Chúng ta xem mình coi có số nào mà nhiều hơn không. Đây là 5 chữ số 1 2 3 4 5. Bài này cũng 1 2 3 4 5 vậy, 5 chữ số này cũng 5. 5 5. Tất cả đây là 5 chữ số hết. Nếu như là không có số nào là nhiều chữ số hơn thì chúng ta so sánh cái hàng lớn nhất. Cái hàng lớn nhất ở đây là cái hàng là chục nghìn. Đây trong này là 5
5, 5, 5, 5 như vậy là bằng nhau hết. Rồi chúng ta sẽ so sánh tới cái hàng hàng nghìn. Hàng nghìn đây 7, 6. Đó, như vậy con số này bị lộ ra ngoài này. À, người ta yêu cầu là số lớn nhất, mà đây là 6 là coi như nhỏ hơn 7 rồi. À, số này là lộ ra ngoài nè. 7 như vậy hai cái này được giữ lại, 6 này là lộ ra ngoài luôn. Vậy còn lại là 1, 2 và 3 con. Ba con này chúng ta tiếp tục giống nhau này, 7, 7, 7 giống nhau. À, tiếp tục chúng ta sẽ so sánh tới hàng hàng trăm. 6. À, số này 6, số này 4, như vậy là 4 này là lộ ra ngoài rồi. Con này là 6, như vậy là hai con 6. Tiếp tục chúng ta sẽ so sánh tới hàng chục. Hàng chục. Đây 4. Đây là 2. Được. Dạ, số 2 là nhỏ hơn số 4, như vậy là số này số lớn nhất. Câu B, viết các số sao theo thứ tự là từ bé đến lớn. Trong này là toàn là 6 chỉ số hết. Được, 6 chỉ số hết. Để chúng ta sẽ viết. À, đầu tiên chúng ta sẽ xem là đây là 56, 57, 57, 57 và 56. Như vậy là 57, 57, 57 thì là 3 con số này là lớn hơn 2 con số này. Được. Số này có 56, 56. Đây, chúng ta so sánh hai con số này coi số nào là số bé hơn. Đây 567, cậu này là 564, như vậy số này là số bé nhất. 56427. Vậy số này xong. Vậy tiếp theo là số cái này. 56724. Rồi, như vậy số này cũng xong luôn. Chúng ta qua ba con số này. Số này là 574, còn này là 576, còn này là 576. Như vậy là số 4 nó nhỏ hơn số 6, số 6 như vậy số tiếp theo là số 57462. Rồi như vậy số này cũng xong. Còn là 576, con này cũng 576. Như vậy là số 4 này là lớn hơn số 2. Vậy là 57 624 và cuối cùng là 57642. Bài số 5, tính giá trị của biểu thức. Cái giá trị biểu thức này thì trong này có dấu trừ và dấu nhân, chúng ta phải làm dấu nhân trước là nhân chia trước cộng trừ sau. Thì ngay chỗ này thì chúng ta sẽ để coi chỗ nào làm được không. Là nhỏ nhỏ trên này thử coi. Như vậy cái này số này chúng ta ghi lại là 7500. Ta trừ cho hai cái này nhân nhau. Rồi hai cái này nhân nhau là 5 nhân 5 là 25. Như vậy là thành ra là 7500. Như vậy này là 7500, ta trừ cho bên này là 7500, vậy là bằng 0. Bằng 0. Bài B. Bài B thì trong này có dấu trừ và dấu nhân, nhưng mà này trong ngoặc. Trong ngoặc thì chúng ta phải làm cái trong ngoặc trước. Làm trong ngoặc trước. Bằng 7500 này chúng ta trừ ra như vậy là 7 trừ cho 1 là còn lại 6. 6 0 không không, ta nhân cho 5 bằng. Chỗ này hết giá thầy ghi ở trên ha. Dạ, thầy ghi dấu bằng ở trên. Cái dấu bằng này bỏ. Nào. Bỏ đi. 6530. Ba số 0, 1 2 3. Bài C. Bài C thì trong này là có dấu cộng và dấu chia, thì chúng ta phải làm cái dấu chia này trước. Xuống đây chúng ta làm cho nó thoải mái ha. Đây bằng. Cái này chúng ta ghi lại là 2005. Ta cộng cho cái này. 20 ta chia cho 5 là được 4. 0 1. Rồi hai này là cộng lại. 5 với 1 là 6. 0 4 2
Bài này hai này chúng ta sẽ nhân nhau rồi chúng ta sẽ chia 5 bằng 2 5 10 không nhớ 1 1 0 4 ta chia cho 5 bằng 40 ta chia 5 là 8 1 1 ta chia 5 là bằng 0 2. Chúng ta qua bài số 6. Bài số 6 là tìm x. X ta trừ, đây là dấu trừ. Dấu trừ thì chúng ta nghĩ ngay đến là x là số bị, đứng đầu tiên là số bị trừ, đứng tiếp theo này là số trừ và đây là một cái hiệu. Muốn tìm số bị trừ, ta lấy hiệu ta cộng với số trừ. Vậy là x bằng hiệu là 6 3 8 4 ta cộng với lại 4 1 7 bằng 7 với 4 là 11. Viết 1 ra nhớ 1. 8 2 10 không nhớ 1. 5 3 là 7 8 6. Bài B. Bài B đây là một cái dấu cộng. Dấu cộng thì chúng ta là có cái tổng. Đây là cái số hạng chưa biết và đây là số hạng đã biết. Đây là cái tổng. Muốn tìm số hạng chưa biết, ta lấy tổng ta trừ đi số hạng đã biết. Nghĩa x bằng tổng là 1209 ta trừ đi là 725 bằng 9 trừ 5 là còn 4. 10 8 ta trả 1. 718 còn 4. Bài C. Bài C đây là một cái dấu nhân. Dấu nhân là ta nghĩ đến tích. Dấu nhân thì hiện nay đi đến tích. Đây là cái thừa số chưa biết, đây là thừa số đã biết và đây là cái tích. Muốn tìm thừa số chưa biết, ta lấy tích ta chia cho thừa số đã biết. X bằng tích ta chia cho thừa số đã biết bằng 8 1 1. Rồi câu D. Trong cái bài số 6 tìm x này coi như là đầy đủ hết, cộng có, trừ có, nhân có, chia có. Đây là cái dấu chia. Dấu chia đây là cái số bị chia. Số bị chia, đây là số chia và đây là thường. Muốn tìm số bị chia, ta lấy thường ta nhân với lại số chia bằng 742, viết 2 ta nhớ 4. 6 x 2 là 12, 12 4 là 16, viết 6 ta nhớ 1. 64 24 25, viết 5 ta nhớ 2, 616 8. Chúng ta qua bài số, tiếp theo là bài số 7. Bảng sau đây ghi giá tiền một số loại hộp bút màu. Chúng ta có là loại hộp là bút chì màu, bút dạ màu, bút sáp màu. Giá tiền một hộp. Vậy là giá tiền bút chì màu là một hộp là 8.000 đồng. Bút dạ màu là 18.000 đồng. Bút sáp màu là 12.000 đồng. Câu A. Một người đã mua mỗi loại là 2 hộp bút màu. Thì phải trả là cô bán hàng là tất cả là bao nhiêu tiền? Như vậy là một người người ta họ mua cái này là 2 hộp. Cái này là 2 hộp. Nên người ta nói là mỗi loại 2 hộp. Như vậy loại này là 2 hộp, loại này là 2 hộp, loại này là 2 hộp. Để tính số tiền là phải trả cho cái người bán hàng là bao nhiêu. Như vậy chúng ta sẽ đi tính cái số này. Cái số bút chì màu này 2 hộp là bao nhiêu tiền? Ta lấy 8.000 ta nhân cho 2. Rồi bút dạ màu này là mua 2 hộp như vậy ta lấy 18 ta nhân cho 2. Rồi bút sáp màu này ta lấy 12 là ta nhân cho 2. Như vậy ta cộng hết tất cả lại. Được. Ta cộng hết tất cả mà cái số ta mới vừa nhân 2 nhân 2 đó. Thì sẽ ra cái số tiền là trả. Còn không thì chúng ta sẽ cộng hết tất cả này lại. Cộng hết tất cả lại là chúng ta nhân cho 2. Tại vì mỗi hộp là đều có 2. Được. Cách nào cũng được.
Rồi chúng ta sẽ đi tính này. Rồi thầy sẽ giải một cái hướng gọi là nó cho mấy em dễ hiểu nhưng mà nó hơi dài tí xíu. Thì có nghĩa là lái này ta nhân cho 2, lái cái này nhân cho 2, lái này nhân cho 2 rồi ta cộng lại. Được. Đó nó hơi dài dòng đó. Chứ còn không thì chúng ta sẽ cộng hết cái này lại ta nhân cho 2 thì nó ra. À, có hai cách. Rồi trước tiên chúng ta sẽ đi tính cái giá tiền mua bút chì màu là bài số 7. Hay là số tiền chứ. Số tiền mua bút chì màu là bút chì màu là như vậy là 8.000 một hộp. À mà ta nhân cho 2 là bằng 16.000. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ tính là số tiền mua bút dạ màu là số tiền mua bút dạ màu là như vậy bút dạ màu là 18.000. Ta mua 2 hộp bằng 82 là 16 với 6 ta nhớ 1 là 36. 1 2 3. Rồi tiếp tục là số tiền mua bút sáp màu là cách này thì nó rõ ràng nhưng mà nó hơi dài dòng. Số tiền mua bút sáp màu là đây là sáp màu là 12.000. Ta nhân cho 2 bằng 24.000 đồng. Rồi tới đây chúng ta sẽ cộng hết tất cả lại. Người ta hỏi gì đây? Thì phải trả cho cô bán hàng hết bao nhiêu tiền? Như là số tiền à, số tiền phải trả là hay là tổng số tiền phải trả là tổng số tiền phải trả là ta lấy là 16.000, ta cộng cho 36.000, ta cộng với là 24.000 bằng vậy là 3 số 0, 1 2, 3 số 0, 4 6 10, 0 với 1, 4 6 10, 16 nhé, 16 nhớ 1, 3, 6, 7. Đâu. À, đáp số. Bảy 16.000. Nghìn đồng. Đó là xong câu A. Chúng ta xem câu B. Nếu người đó đưa cho cô bán hàng là 2 tờ 50.000 đồng thì cô bán hàng phải trả lại là bao nhiêu tiền? Như vậy là 2 tờ 50. Đó, như vậy là 2 tờ mỗi 2 tờ mà 50 như phải là 100.000. À 100.000. 100.000 ta trừ cho 76.000. Đây chúng ta qua cùng B. Rồi là số tiền có là số tiền có là 50.000, ta nhân cho 2 tờ vậy là 100.000 rồi. Số tiền cô bán hàng phải trả lại là ta mua là 76.000 nhưng mà ta có 100.000 thì thấu lại là bao nhiêu? Số tiền cô bán hàng trả lại là
ta lãi 100.000 trừ cho 76.000 bằng 176, như vậy là 4 7 ra từ còn lại là 2, 24.000. Đáp số hai mươi bốn nghìn. Đó. Giờ chúng ta sẽ xong bài số 7, chúng ta sẽ qua bài số 8. Bài số 8, một hình chữ nhật có chiều rộng là 6 cm, chiều dài gấp 2 lần chiều rộng. Câu A, tính chu vi và diện tích hình chữ nhật. Vậy muốn tính chu vi và diện tích hình chữ nhật thì chúng ta phải có cái chiều dài và chiều rộng. Nên đây là chiều rộng có nhưng mà chiều dài không có, thì chúng ta sẽ đi tính cái chiều dài. Rồi ở đây chúng ta tính chỗ này. Như vậy là chiều dài hình chữ nhật là 6 cm và chiều dài gấp 2 lần chiều rộng. Như vậy ta lấy 6 cho nhân cho 2 là bằng 12 cm. Rồi tới đây thì chúng ta sẽ đi tính được cái chu vi. Chu vi hình chữ nhật là 2 cộng rộng ta nhân 2. Dài đây, rộng đây là 12, ta cộng cho 6. Ta nhân cho 2. 12 ta cộng 6 là 18, 18 nhân 2 là bằng 36 cm. Cái này là chúng ta phải làm cái dấu cộng trước nha, cộng trước. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ tính cái diện tích hình chữ nhật. Diện tích hình chữ nhật là, muốn tính diện tích hình chữ nhật ta lấy chiều dài ta nhân cho chiều rộng. 12 ta nhân 6, 6 2 12 với 2 ta nhớ 1, 6 6 7 72, đơn vị là cm vuông nha. Rồi câu B, cái này là câu A, là câu B. Một hình vuông có chu vi bằng chu vi hình chữ nhật, tính diện tích hình vuông đó. Như vậy người ta nói là một hình vuông mà có chu vi là bằng chu vi hình chữ nhật. Như vậy ta lấy cái chu vi hình chữ nhật đấy. Chúng ta bây giờ cái công thức tính chu vi của hình vuông. Chu vi hình vuông là P là bằng là cạnh này ta nhân với 4. Cạnh ta nhân với 4. Mà cái chu vi hình vuông này nó là bằng, có chu vi là bằng chu vi hình chữ nhật. Chu vi hình chữ nhật là 36. Nè, chu bằng bằng cái chu vi hình chữ nhật là 36, nên là cm. Như vậy là bây giờ người ta yêu cầu là tính diện tích hình vuông đó thì chúng ta phải đi tính cái cạnh. Đó, cái cạnh của hình vuông. Muốn tính cạnh hình vuông thì ta lấy chu vi ta chia cho 4 nó ra cạnh. Rồi có cạnh thì chúng ta mới tính được cái diện tích cái hình vuông đó. Rồi trước tiên chúng ta sẽ đi tính là cái cạnh hình vuông là, cạnh hình vuông dài là, ta lấy 36 ta chia cho 4 bằng 9 9 4 36, đơn vị là cm. Rồi có cạnh rồi, chúng ta đi tính cái diện tích. Diện tích hình vuông là, diện tích
hình vuông là diện tích hình vuông là ta lấy cạnh nhân cạnh, cạnh là bằng 9, ta nhân cho 9 là bằng 81 cm vuông. Rồi, nay em đáp số ở chỗ này là hết giấy rồi. Đáp số thứ nhất là câu A là chu vi bao nhiêu, rồi diện tích bao nhiêu, rồi câu B thì là diện tích 81. Mấy em tự đáp số rồi, tại chỗ này hết giấy rồi. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.